Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo ghi lê như thế này. Thì ở cái phần cổ áo thì mình làm họa tiết cổ tròn, có viền bèo ha, và cũng viền bèo ở hai bên cánh tay. Thân áo thì có móc các cái hàng mũi kép đơn xen kẽ với những hàng tạo chữ X cho cái phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn. Thì đối với mẫu này, ở trên thân áo mình có trang trí thêm một chú hươu xinh xắn như thế này. Thì cái chú hươu này mình cũng hướng dẫn luôn trong clip này ha. Và mẫu áo này thì các bạn có thể phối cho bé trai hoặc bé gái, hoặc cũng có thể tăng size để móc cho người lớn đều được. Để làm được mẫu áo này thì mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g. Cuộn len của mình là mát S và có chữ đỏ ha. Sợi len dài tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình dùng kim móc 4.0mm. Những bạn nào mà không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể dùng đầu kim của các bạn có và so sánh với sợi len. Thì khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len, đầu kim của mình nó sẽ to hơn gấp đôi so với sợi len là được ha. Phần thân áo của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn có thước dây dùng để đo size nè. Kim khâu len. Kim đánh dấu. Và kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào tay thợ móc, có thợ móc lỏng tay, chật tay thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên này, nó có cái kích thước rộng hơn so với phần thân hông của size mà các bạn móc, từ 2 cho đến 4cm ha. Thì kích thước này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả hoặc bình luận đã ghi bên dưới để tham khảo nha. Thì đối với size này mình sẽ móc lên 90 mũi móc xích. Lưu ý khi các bạn móc lên mũi móc xích nè, thì các bạn móc vừa tay thôi ha, đừng có móc quá chật tay, thì cái mũi móc của mình nó sẽ được đều hơn. Và sắp xếp cho mình cái xích đầu tiên này, nó sẽ là bộ số chia hết cho 3. Sau khi các bạn đã gây nên cho mình được 90 mũi móc xích, thì khi ta nối hai cái đầu dây lại thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng. Thì độ rộng này nó sẽ rộng hơn phần thân hông từ 2 cho đến 4cm ha. Sau đó từ đây các bạn sẽ đưa cho mình, đây là cái mặt phải của mũi xích này ha. Giữ nguyên cho mình vị trí này, sau đó kéo cái sợi dây xích. Đây. Mình sẽ kéo cái sợi dây xích cho đến cái đầu còn lại. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình, giữ nguyên vị trí này và đâm kim vào chân xích đầu tiên, móc một mũi dời. Từ đây lên 3 mũi xích. 1, 2, 3. Khi đã lên được 3 mũi xích rồi, các bạn sẽ móc cho mình vào chân mà mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp vào đó một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Thì lúc này khi mà mình canh cái mặt phải của hàng móc xích á, thì mình sẽ thấy rõ được mũi móc hơn ha. Tương tự chân kế bên một mũi kép đơn nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có được 90 mũi kép đơn cho 90 mũi móc xích ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, ta có 90 mũi kép đơn cho 90 mũi móc xích. Thì khi kết thúc cái vòng này, ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần thân hông nè. Từ đây mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ 3 của 3 mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên. Thì ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ 3, móc vào một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Ở hàng móc thứ hai này các bạn để ý cho mình nè. Cái chân đầu tiên đó chính là cái chân của cái mũi kép đơn. Ha, nằm trên đầu của mũi kép đơn đầu tiên này nè, là cái chân đầu tiên của cái hàng móc này. Thì mình sẽ tạo cái chữ X cho cái hàng móc thứ hai này.
thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc mà mình vừa đánh dấu và chân thứ hai. Ta sẽ đâm kim vào chân thứ ba ha. Đây, bỏ qua hai chân và đâm kim vào chân thứ ba, móc vào đó một mũi kép đơn. Được một mũi kép đơn vào chân thứ ba rồi, móc lên cho mình một xích và cái xích này lưu ý móc lỏng tay cho mình một xíu ha. Và mình tiếp tục di chuyển kim dời lại vào cái chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây, dời lại ha, vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nè. Và mình sẽ móc vào đó một mũi kép đơn. Thì cái mũi kép đơn này kéo dài ra một chút cho mình ha. Mình sẽ tạo ra được một họa tiết chữ X như thế này. Từ đây các bạn tiếp tục bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên và mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba, móc vào đó một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn rồi ha, lên một xích lỏng tay và di chuyển kim ngược lại vào cái chân thứ nhất của ba mũi mà mình vừa tạo ở đây nè. Thì đâm kim vào chân thứ nhất ha, móc vào đó một mũi kép đơn và kéo dài cái mũi kép đơn ra một xíu ha. Ta tạo ra được chữ X thứ hai. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta cũng bỏ qua hai chân liên tiếp và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn. Sau đó lên một xích lỏng tay và di chuyển kim dời lại vào cái chân thứ nhất và móc vào đó một mũi kép đơn kéo dài. Ta sẽ tạo ra được một họa tiết chữ X tiếp theo ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Tổng số mũi xích mà các bạn móc ban đầu chia hết cho 3, nó sẽ giúp cho cái hàng móc mà mình tạo chữ X này nè, đến cuối hàng thì nó cũng tạo được một chữ X nguyên luôn ha, nó sẽ không có bị dư mũi. Tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi các bạn đã móc cho mình được các cái họa tiết chữ X cho đến cuối hàng móc, thì ở cuối cái hàng móc này nè, mình cũng tạo ra được một chữ X hoàn thiện cho ba chân móc cuối cùng ha. Để kết thúc cái vòng móc chữ X này, ta sẽ di chuyển kim đến chân xích thứ ba của ba mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên. Thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha. Móc vào một mũi dời để mình kết thúc. Từ đây tiếp tục móc lên ba mũi móc xích. Ở hàng móc thứ ba thì mình sẽ móc xen kẽ, tức là mình sẽ móc các cái mũi kép đơn liền với nhau. Thì chân đầu tiên sẽ là chân của mũi kép đơn mà mình móc vào chân thứ ba phía dưới nè. Móc vào đây một mũi kép đơn ha. Mũi kép đơn kế bên các bạn có thể móc cho mình vào chân của mũi xích cũng được, hoặc là móc vào cái khoảng trống chính giữa của chữ X cũng được ha. Thì mình sẽ móc vào khoảng trống chính giữa của chữ X này cho cái chữ X của mình nó được rõ ràng hơn. Đây, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn nè. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại, mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn ha. Đây, mình sẽ liền lại được cho các chân móc còn lại cho đến cuối nè. Ở cái điểm này thì có thể móc vào chân móc hoặc là khoảng trống cũng được ha. Sau đó tương tự cho các chân móc còn lại. Tương tự cho đến cuối hàng ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mình sẽ có xen kẽ một hàng kép đơn và một hàng chữ X nè. Kết thúc hàng móc thứ ba này, mình cũng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên, móc vào đó một mũi dời. Từ đây móc lên ba mũi móc xích. Ở cái hàng mũi xích mà mình gây nên đầu tiên này ha, mình sẽ làm bên thân hông, nó sẽ giúp mình che đi được cái hàng xích này. Thì để tiếp tục cái hàng móc thứ tư, các bạn sẽ móc xen kẽ, tức là mình sẽ giống tương tự như cái hàng thứ hai nè. Và cũng tương tự ha, bỏ qua hai chân đầu tiên, móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn. Sau đó lên một xích lỏng tay và di chuyển kim lùi lại về chân thứ nhất, móc vào đó một mũi kép đơn kéo dài. Tiếp tục ha, bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn, lên một xích lỏng tay và lùi lại về chân thứ nhất, móc vào một mũi kép đơn.
Ta được họa tiết thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng móc. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc và xen kẽ. Một hàng mình móc kép đơn dính liền, còn một hàng mình sẽ tạo chữ X. Một hàng là kép đơn, một hàng là chữ X ha. Móc xen kẽ cho đến khi cái chiều cao của cái phần thân này, từ phần lai áo cho đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng, nó sẽ bằng 2/3 so với toàn bộ chiều dài của thân áo. Thì chiều dài của thân áo tính từ vai xuống cái phần lai áo, mình có để ở phần mô tả hoặc bình luận đã ghim. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo ha. Và mình sẽ móc lên cái phần thân này bằng 2/3 so với cái chiều dài của toàn bộ thân áo là được. Ở đây sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc xen kẽ ở cái phần thân áo, một hàng kép đơn và một hàng chữ X nè, thì lúc này chiều dài của phần thân áo đã đạt được 2/3 so với chiều dài toàn bộ thân áo rồi. Thì kết thúc cũng đâm kim vào chân xích thứ 3 ha. Móc vào một mũi dời, sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần thân áo như thế này. Ở đây mình có móc sẵn một phần thân trên như thế này. Thì phần thân trước và phần thân sau mình sẽ móc tương tự như nhau. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc luôn. Tạo cái họa tiết cổ tròn ở đây ha. Ta sẽ đưa cái hàng móc mà có 3 mũi xích đầu tiên gây nên nè, nằm ở một bên thân hông ha. Sau đó đặt cái phần thân áo như thế này. Các bạn sẽ xác định cho mình độ rộng phần vai của size mà các bạn móc là bao nhiêu. Thì cái độ rộng này mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo độ rộng phần vai ha. Đối với size này, phần vai mình làm là 20cm. Thì các bạn sẽ dùng thước dây và lấy 20cm này ướm vào trong phần thân của áo. Các bạn sẽ ướm làm sao cho nó nằm ở chính giữa của thân áo ha. Khi các bạn đã ướm được cho mình 20cm này tương ứng với các cái chân móc của phần thân áo rồi, thì tiếp tục chừa cho mình thêm 1cm ở mỗi bên. Tức là các bạn sẽ chừa cho mình bên phải 1cm nữa nè. Đây. Và tiếp tục bên trái cũng chừa ra 1cm. Thì tức là cái đoạn mà mình đo ở đây nó sẽ rộng hơn so với phần vai 2cm nha. Sau đó đánh dấu cho mình ở hai điểm mà mình vừa đo được. Khi đã có được hai điểm đo được ở phần thân trước rồi, phần thân sau nó sẽ bằng thân trước, tức là kích thước này nó sẽ bằng nhau. Thì các bạn sẽ đếm cho mình kích thước còn lại ở phần thân sau. Còn bao nhiêu mũi thì mình sẽ chia ra ở hai bên nách. Thì đối với cái thân áo này, mình đo được kích thước ở hai bên nách nó sẽ còn chừa ra hai họa tiết chữ X ha. Đây, thì bên này nó chừa ra hai họa tiết chữ X nè. Và bên còn lại cũng tương tự, nó sẽ chừa ra hai họa tiết chữ X tương tự như vậy ha. Tức là hai bên nách nó sẽ bằng nhau. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trước. Thân sau và thân trước mình đều móc tương tự như nhau ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình để tạo họa tiết cổ tròn như thế này. Tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, mình sẽ tiến hành đâm kim vào cái chân đầu tiên mà mình đánh dấu. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Hàng phía dưới là hàng mình móc mũi chữ X. Thì xen kẽ với nó sẽ là hàng mũi kép đơn, tương tự như cái hàng phía dưới này. Thì mình sẽ móc các cái mũi kép đơn dính liền với nhau. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời. Bỏ qua chân này và di chuyển đến chân kế bên, móc một mũi kép đơn. Tức là mình sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối đối với hàng móc đầu tiên này ha. Tiếp tục là chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng mà mình đánh dấu ha. Thì các bạn sẽ chừa ra cho mình chân móc cuối cùng và chân móc sát bên đó. Mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc thì cái điểm móc cuối cùng này các bạn sẽ chừa ra cho mình chân mà mình đánh dấu cuối cùng và một chân móc sát bên đó. Sau đó mình sẽ tiến hành chụm lại hai chân này thành một chân. Thì cách chụm như sau. Các bạn tiến hành lấy len và đâm kim vào khoảng trống. Kéo len qua hai chân trên kim. Sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len, kéo qua hai chân trên kim và kéo hết qua ba chân trên kim. Thì hai mũi phía dưới mình sẽ giảm thành được một mũi bên trên ha. Hàng đầu tiên này mình giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nè. Thì phần thân sau hay thân trước các bạn đều làm tương tự như nhau nhé. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc tạo chữ X. Thì các bạn cũng bỏ cho mình một chân ở đầu và một chân ở cuối. Thì cách bỏ như sau. Thông thường thì mình sẽ tính luôn là cái chân móc đầu tiên này. Nhưng mà lần này mình bỏ qua một chân thì các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên này cho mình ha. Và tính từ chân thứ hai. Họa tiết của mình nó sẽ là 3 chân móc kế tiếp. Đây, bỏ qua chân đầu tiên nè. Tiếp tục bỏ tiếp hai chân và đâm kim vào chân thứ tư. Một mũi kép đơn. Lên một xích lỏng tay. Lùi về chân thứ hai. Tức là bỏ qua chân thứ nhất rồi ha, lùi về chân thứ hai nè. Móc vào một mũi kép đơn kéo dài. Đây, như vậy là ở đây mình cũng giảm được một mũi móc. Tiếp tục cho các chân móc còn lại cho đến cuối. Thì mình cũng bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn. Lên một xích lỏng tay, dời về kim chân đầu tiên. Móc vào một mũi kép đơn kéo dài ha và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì lúc này các chân móc cuối cùng của mình nó sẽ còn lại thông thường là một cho đến hai chân móc thôi ha. Thì mình sẽ bỏ qua một chân, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân cuối cùng móc một mũi kép đơn. Tức là ở điểm này mình cũng bỏ qua một chân móc nè. Thì mình sẽ bỏ qua cái chân móc nằm chính giữa và đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi kép đơn ha. Như vậy là ở đây mình cũng dễ giảm được một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc này sẽ là hàng móc mũi kép đơn nối liền với nhau. Thì mình cũng bỏ qua chân đầu tiên. Chân đầu tiên sẽ là cái chân móc của mũi kép đơn này ha. Bỏ qua chân đó và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn nè. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Thì cứ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn. Tương tự cho đến cuối ha. Nó sẽ giống như cái hàng móc phía dưới này nè. Móc đến cuối hàng còn lại hai chân móc cuối cùng thì cũng chụm lại cho mình thành một chân ha. Ta cũng lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Lên 3 mũi xích. Khi các bạn móc lên cho mình 3 hàng móc giảm mũi thì lúc này cái hàng móc mà mình giảm cuối cùng đó, khi ta dùng thước dây và đo vào thì nó đã bằng với kích thước của phần vai ở size mà các bạn móc rồi ha. Size này là 20 cm nè. Thì cái hàng móc này nó đã có kích thước bằng 20 cm rồi. Đối với cái phần thân sau, các bạn sẽ móc cho mình cao hơn phần thân trước 1 đến 2 hàng móc. Và hai cái hàng móc còn lại của phần thân sau nó sẽ không giảm mũi nha, tức là mình chỉ giảm ở thân trước và thân sau 3 hàng đầu tiên thôi. Còn các hàng còn lại mình sẽ không giảm. Thân sau thì móc lên 4 hàng móc. Thì cái hàng móc thứ tư mình sẽ không giảm mũi này, các bạn sẽ móc đều tương tự như phần thân dưới á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thân hai bên ha. Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở cái hàng cuối cùng mà mình giảm này. Được bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ lấy tổng số mũi đó chia cho 3. Thì đối với size mà mình móc được, mình có 32 mũi móc cho cái hàng móc cuối cùng giảm mũi này. Thì khi chia cho 3, mình còn dư 2 mũi. Thì khi dư 2 mũi đó các bạn sẽ chia 2 mũi đó cho hai bên phần thân. Tức là mỗi bên mình sẽ có 11 và chính giữa sẽ là 10 mũi ha.
Còn những bạn nào khi các bạn chia mà nó dư một mũi thì cái một mũi dư đó nó sẽ nằm ở cái điểm chính giữa, còn hai bên còn lại nó sẽ ít hơn cái điểm chính giữa ha. Như vậy là mình đã chia được cái phần cổ chính giữa và thân hai bên nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân đi lên. Từ cái điểm mà mình kết thúc giảm mũi rồi, các bạn tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Hàng móc đầu tiên khi các bạn móc theo chiều từ nách đi qua phần cổ thì các cái mũi móc ở phần nách mình sẽ không giảm mũi nữa nha. Các bạn sẽ móc đều cho mình. Hàng này là hàng chữ X nè, thì mình sẽ làm 3 mũi. Ha, đâm vào chân thứ 3 móc một mũi kép đơn. Lên một xích lỏng tay. Dời về chân thứ nhất móc một mũi kép đơn kéo dài. Sau đó tiếp tục nè. Bỏ qua hai chân, đâm kim vào chân thứ 3. Một mũi kép đơn. Lên một xích lỏng tay. Dời kim về chân thứ nhất, móc một mũi kép đơn kéo dài. Tiếp tục ha. Khi đã móc cho mình được còn lại hai chân móc cuối cùng thì ở đây phần cổ đi qua mình sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân kế bên và móc vào cái chân cuối cùng một mũi kép đơn để mình giảm một mũi ở đây. Đây, móc vào chân này một mũi kép đơn ha. Ta bỏ qua một chân, móc vào chân kế bên một mũi kép đơn là chân cuối cùng á. Thì mình sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên của cái phần vai nè. Từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai này mình sẽ tiếp tục giảm mũi để tạo cái phần cổ tròn. Thì các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Hàng này là mũi kép đơn nối liền ha. Cho nên mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Từ cái phần cổ đi qua thì mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên rồi ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái chân ở phần nách. Thì đối với hàng này từ phần nách đi qua mình cũng không giảm mũi, chỉ có giảm mũi từ phần cổ đi qua thôi ha, để mình tạo được cái cổ tròn cho cái họa tiết của mình nè. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc xen kẽ với nhau và để ý cho mình ở cái phần mà mình vừa móc nè, nó sẽ giúp mình tạo được cái phần cổ tròn ở chính giữa. Đây, phần nách đi qua thì không giảm mũi ha, chỉ giảm 3 hàng đầu tiên. Còn phần cổ đi qua thì sẽ giảm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc. Hoặc là các bạn cứ giảm cho mình làm sao cho độ rộng của phần vai này đạt được cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được. Và cái chiều cao của phần thân trước cũng như thân sau từ phần nách đi lên phần vai nó sẽ đạt được 1/3 còn lại so với chiều dài của toàn bộ thân áo ha. Sau khi các bạn đã móc cho mình được hai bên bằng với cái số mũi móc với nhau rồi thì mình sẽ tạo được một cái họa tiết cổ tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại hai bên thân trước và thân sau. Khi các bạn kết thúc một bên thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài. Sau đó mình sử dụng kim khâu và mình khâu hai bên vai lại. Thì để khâu được các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau. Tính từ cái sợi len thừa này nè, thì mình sẽ đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau và mình sẽ khâu lại. Thì số mũi móc của hai bên này nó sẽ bằng nhau. Đây, ta sẽ đâm kim vào hai chân song song với nhau. Sau đó kéo len nè. Và lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Khi đâm kim xong thì các bạn lưu ý kéo cho mình cái sợi len chặt vào cho cái mũi móc của mình nó được khít hơn ha. Và mình sẽ khâu tương tự cho đến hết.
Khi khâu được đến cuối thì cái phần vai của mình nó sẽ được nối lại như thế này. Đến cái điểm cuối cùng rồi thì tạo cho mình một guốc để cố định lại được sợi len. Sau khi đã nối được phần vai lại thì mình sẽ tạo được cái khoảng trống để mình luồn cánh tay, cũng như là tạo họa tiết cổ tròn ở chính giữa nè. Làm tương tự cho mình bên vai còn lại và cũng dùng kim khâu để khâu hai bên lại ha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành viền cho mình phần cổ áo, hai bên cánh tay cũng như là phần lai áo phía dưới. Thì cái cách viền nó sẽ tương tự như nhau, mình sẽ hướng dẫn phần cổ, sau đó các bạn làm tương tự cho mình ở hai tay cũng như là phần lai ha. Đối với phần cổ thì các bạn sẽ viền cho mình ở cái họa tiết thân sau trước. Đây, thân sau nó sẽ cao hơn phần thân trước 1 đến 2 hàng móc nè. Đưa sợi len ra phía sau. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình lần lượt đâm kim vào các chân móc kế tiếp. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc thì lưu ý giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc mà mình bắt đầu nối ở cái phần vai đi lên nè, thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc đó và mình sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì các cái góc còn lại cũng làm tương tự cho mình, ở những cái chân móc này sẽ móc hai mũi móc đơn ha. Khi di chuyển kim đến cái phần vai bên trên nè, thì các bạn để ý cho mình ta sẽ có những cái chân móc mà mình móc á, của những cái hàng móc này nè. Thì các bạn sẽ không đâm kim vào thân chân móc mà mình chỉ đâm kim vào chân móc thôi nha. Mỗi chân sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân bên trên cũng móc hai mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp ha, hai mũi móc đơn. Và khi móc ta gặp những cái sợi len thừa thì các bạn cũng móc cho mình dấu vào trong mũi móc. Mình sẽ viền lại được cái phần cổ như thế này. Móc tương tự cho đến cuối. Móc đến cuối hàng thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi giờ để kết thúc vòng. Sau đó gây nên một xích. Đối với hai bên nách đó thì các bạn cũng móc cho mình hàng mũi đơn tương tự như cái phần mà mình vừa hướng dẫn ha. Hàng thứ hai ta có được các chân móc của hàng thứ nhất thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân mà mình vừa móc mũi đơn đó, móc tiếp một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên và đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được họa tiết đầu tiên ha. Từ đây tiếp tục lên hai mũi xích và cũng đâm kim vào chân vừa móc mũi đơn, móc vào một mũi kép đơn. Bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại thì mình sẽ tạo ra được những cái họa tiết như thế này ha. Tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Hàng thứ hai bên nách cũng làm tương tự. Và các bạn cũng làm tương tự cho mình ở cái phần bo lai áo ha. Bỏ qua hai chân nè, đâm kim vào chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Lên hai xích và làm tương tự. Sau khi đã viền lại được cho mình cho đến cuối vòng thì kết thúc các bạn sẽ giấu sợi len thừa. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho hai bên cánh tay, cũng tạo họa tiết xo tương tự ha, như phần cổ. Thì như vậy là phần thân áo mình sẽ viền lại được như thế này. Phần thân trước nó sẽ thấp hơn phần thân sau 1 đến 2 hàng móc. Mình có thể phân biệt được thân trước và thân sau của áo nè. Đây,
Đối với phần layout bên dưới, các bạn cũng có thể viền cho mình các cái họa tiết xo tương tự, một hàng đơn và một hàng xo, hoặc là cũng có thể móc họa tiết xo thôi cũng được ha, cho phần layout của mình nó có điểm nhấn hơn. Đối với mẫu áo này, phần thân trước mình có trang trí một chú hươu xinh xắn cho phần thân áo của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí cái chú hươu này. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 10 mũi móc. Khi đã có được 10 mũi móc xích, nó sẽ là cái độ rộng phần thân dưới của hươu, thì tiếp tục lên một xích, sau đó đâm kim vào chân thứ 10, móc vào đó một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng, ta có sợi len thừa nè, thì các bạn móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối. Khi đã móc được đến cuối hàng, mình được 10 mũi móc đơn cho 10 chân móc xích rồi. Đây là cái độ rộng phần thân dưới của hươu nè. Thì hàng móc thứ hai móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Thông thường thì mình sẽ móc vào chân đầu tiên. Còn ở cái phần thân này, các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc tương tự cho đến hết hàng. Mỗi chân mình móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến chân cuối cùng ha. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc thứ hai với 9 mũi móc đơn, ít hơn hàng thứ nhất 1 mũi. Thì tiếp tục hàng thứ ba cũng tương tự, móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba làm tương tự như hàng thứ hai, tức cũng bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Và làm lần lượt cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng móc. Như vậy là hàng móc thứ ba này nó sẽ ít hơn hàng móc thứ hai một mũi móc. Thì từ đây các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự, lên một xích quay ngược đầu móc lại và cũng bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai cho đến chân cuối cùng, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần cổ của mình nó đạt được một cái độ rộng bằng 1/3 phần đáy. Khi các bạn đã móc lên cho mình nhiều hàng móc giảm mũi thì lúc này cái hàng móc cuối cùng của mình nó bằng tầm khoảng 1/3 so với cái phần đáy rồi. Thì các cái hàng móc tiếp theo mình không giảm mũi nữa, tức là các bạn sẽ móc đều cho mình. Ta lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Móc đều tức là chân đầu tiên mình sẽ móc luôn vào chân đầu tiên ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Sau đó các chân còn lại mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn. Tương tự cho đến chân cuối cùng. Đây, mình sẽ không giảm mũi ở hàng này nữa. Tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Và từ hàng móc kế tiếp mình cũng không giảm mũi. Các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc đều nhau cho đến khi phần cổ của mình nó gấp đôi so với phần thân dưới. Quay ngược đầu móc nè, mỗi chân móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa.
Sau khi mình có được cái chiều cao của phần cổ gấp đôi so với phần thân dưới rồi, thì kết thúc các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, cắt len. Ta sẽ hoàn tất được phần thân và cổ. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần chân. Thì đối với phần chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi ở mỗi chân ha, hai mũi đầu và hai mũi cuối. Tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc phía ngoài của phần thân. Chân móc ngoài cùng ha. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một xích. Đâm kim vào chân mà mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp một mũi móc đơn vào chân móc đó. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Khi được hai mũi móc đơn rồi, lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ hai cũng móc vào hai chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Tiếp tục lên một xích, quay ngược đầu móc. Hàng thứ ba làm tương tự ha. Hai chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Kết thúc được chân đầu rồi, lên một xích, sau đó cắt len. Các bạn tiếp tục làm cho mình một chân còn lại tương tự như chân mà mình vừa móc. Sau khi hoàn tất được chân thứ hai rồi, móc lên một xích thì mình sẽ có được một phần thân hươu như thế này. Các bạn sẽ tiến hành viền lại cho mình một đường viền cho thân hươu của mình nó hoàn chỉnh hơn. Thì từ chân móc mà mình kết thúc cái chân thứ hai, mình sẽ bắt đầu viền từ đây ha. Các bạn tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Hàng viền thì cái hàng đầu tiên ở phần chân, chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai là chân kết thúc cạnh này và bắt đầu cạnh tiếp theo thì móc vào hai mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển sang cái cạnh của phần thân nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở mỗi hàng móc ha. Và mỗi chân mình sẽ móc đều một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên nè. Tương tự thôi cho các chân móc còn lại. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự ở phần thân cũng vậy ha, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì các bạn cứ móc cho mình lên đến cái phần cổ. Ở phần cổ nó sẽ có hai góc, thì hai góc này mình cũng móc tương tự như phần chân, tức là hai góc mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Sau đó làm tương tự cho cái cạnh còn lại cho mình cho đến cái phần chân còn lại ở đây luôn. Sau khi đã viền được đến phần chân còn lại thì lúc này hai cái góc kế tiếp nó sẽ là hai cái góc hõm. Thì các bạn cứ móc cho mình đến cái chân sát cái phần góc đó. Móc vào một mũi móc đơn ở chân sát nè. Sau đó lúc này mình sẽ bỏ qua cái chân mà mình móc mũi móc đơn thứ hai á, và các bạn di chuyển kim đến chân thứ ba, chân xích thứ ba ha, của phần thân dưới, móc vào một mũi móc đơn nè. Thì như vậy là mình viền được một cái phần chân rồi ha. Tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến góc thứ hai thì cũng tương tự, ta bỏ qua cái chân mà mình móc mũi đầu tiên của phần chân và di chuyển kim đến chân ở phần thân trên ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết. Thì cái chân của phần viền đầu tiên mình móc vào đó một mũi móc đơn rồi, các bạn tiếp tục móc vào chân đó một mũi móc đơn nữa thì mình sẽ có hai mũi móc đơn ở chân móc cuối cùng này. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở phần viền, móc vào đó một mũi dời. Sau đó lên một xích, kéo và cắt len.
Thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân hươu ha, giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần đầu, tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cái phần cổ bao nhiêu mũi thì cái xích đầu tiên của phần đầu nó sẽ là bấy nhiêu mũi ha. Thì ở đây mình làm 3 mũi ở phần cổ nè. Các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên ở phần đầu là 3 mũi móc. 1, 2 và 3. Được 3 mũi rồi lên một xích, sau đó đâm kim vào 3 chân liên tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc đơn thứ 2 cho chân móc thứ 2. Và tiếp tục mũi móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên. Hàng móc thứ 2 móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 2 này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên, móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân thứ 2 móc một mũi móc đơn. Chân thứ 3 là chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 2, móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ 3 mình không tăng mũi, các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 3, tiếp tục hàng thứ 4 ha, mình sẽ móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ 4 làm tương tự giống như hàng thứ 2, tức là mình sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Từ chân thứ 2 trở đi thì móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Đến chân cuối cùng thì móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Sau đó móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Thì tiếp tục mình sẽ móc xen kẽ. Hàng phía dưới tăng mũi rồi thì hàng tiếp theo sẽ không tăng mũi ha. Móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến hết hàng. Hàng thứ 6 tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Từ hàng thứ 6 này mình sẽ giảm mũi. Thì cái cách giảm mũi như sau ha. Thông thường thì chân đầu tiên mình sẽ móc vào chân đầu tiên, còn lần này mình giảm mũi nên các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và mình di chuyển đến chân thứ 2 móc vào một mũi móc đơn. Các chân chính giữa thì mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ móc cho mình chừa ra 2 chân móc cuối cùng. Đến 2 chân cuối cùng thì chậm lại cho mình thành một chân, thì cách chậm như sau. Ta đâm kim vào chân kế cuối, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Tiếp tục giữ nguyên vị trí này, đâm kim đến chân cuối cùng, kéo len qua chân móc, sau đó kéo cho mình len qua hết 3 chân trên kim. Như vậy là hàng móc này mình giảm được một mũi ở đầu và một mũi ở cuối ha. Hàng móc thứ 7 tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng thứ 7 mình không giảm mũi, tức là mắt mình sẽ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Tức là nó cũng xen kẽ ha, một hàng giảm, một hàng không, một hàng giảm và một hàng không. Kết thúc hàng không giảm rồi thì lên một xích, sau đó quay ngược đầu móc lại và tiếp tục bắt đầu móc hàng giảm mũi. Thì hàng giảm mũi nè, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ 2 một mũi móc đơn. Các chân chính giữa thì móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Hai chân móc cuối cùng chậm lại thành một chân. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè. Sau đó kéo len qua 3 chân móc trên kim. Tiếp tục lên một xích. Hàng móc cuối cùng ta còn lại 3 chân móc thì móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì ta sẽ có được một cái độ rộng của phần mặt như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ha. Thì lên một xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Hàng viền, chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn.
Đến cái chân kế tiếp là cái chân mà mình kết thúc cạnh này và móc cạnh kia ha, thì móc vào hai mũi móc đơn. Nó tương tự như cách viền ở cái phần thân của hươu á. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Vào các cái chân móc của những cái hàng móc mà mình móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến đầu còn lại. Đến cái đầu còn lại là ba chân móc thì chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn để tạo góc ha. Chân thứ hai thì móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba là cái chân tạo góc nè, móc hai mũi móc đơn. Sau đó lần lượt di chuyển kim đến các chân còn lại và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Móc viền cho mình được phần mặt cho đến cuối hàng rồi thì chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà mình đâm kim vào móc một mũi đơn ha, thì tiếp tục móc vào đó một mũi đơn nữa thì ta sẽ có hai mũi đơn. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một xích kéo vào cắt len. Ta hoàn tất được phần đầu ha. Để móc được phần tai nè, đâm kim vào chân thứ hai từ sợi len thừa đi xuống, sau đó đưa sợi len ra phía sau, kéo len qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích, sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc đó, lấy len và đâm kim vào cái chân móc đó ha, kéo len qua chân móc, sau đó kéo dài mũi móc cho mình bằng với hai cái xích đầu tiên nè, tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái chân kế bên, kéo len qua chân móc, kéo dài cái mũi nè. Lần lượt làm lần thứ ba nè. Chân thứ ba là cái chân mà kết thúc mũi dời nha, của cái mần mặt á. Được một chùm móc như thế này rồi thì kéo len qua hết cái chùm này. Từ đây móc lên hai mũi xích. Đâm kim vào cái khoảng trống của cái mũi xích đầu tiên nè, móc vào đó một mũi dời. Sau đó tiếp tục lên hai xích. Đâm kim vào cái chân cuối cùng mà mình tạo cái họa tiết này, móc vào một mũi dời. Ta hoàn tất được phần tai ha. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi dời. Từ đây mình sẽ tạo phần sừng, móc lên cho mình 3 mũi xích. Sau đó tiếp tục móc lên một xích để mình tạo họa tiết sừng. Lần lượt đâm kim vào ba chân xích này, mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời. Mũi dời thứ hai cho chân thứ hai. Tiếp tục mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Ta hoàn tất được phần sừng nè, đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời cuối cùng đó, móc tiếp vào đó một mũi dời. Thì phần sừng đầu tiên như thế này ha. Để tiếp tục móc cái phần sừng thứ hai thì mình sẽ di chuyển kim đến chân kế bên móc một mũi dời và tiếp tục chân kế tiếp móc một mũi dời, lên 3 mũi xích và làm tương tự cái phần sừng này ha. Móc tiếp lên một xích và đâm kim vào ba chân nè, mỗi chân sẽ móc một mũi dời. Đâm kim vào chân của cái mũi dời bắt đầu đó, móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục ha, dời kim đến cái chân móc kế bên. Từ đây tạo một phần tai còn lại tương tự, móc lên hai xích. Lấy len và đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó. Kéo len qua chân móc. Kéo dài mũi móc ha, tiếp tục lần thứ hai, đâm kim vào chân kế bên nè, lần thứ ba đâm kim vào chân kế tiếp, sau đó kéo hết qua chùm móc trên kim, móc lên hai xích, đâm kim vào cái khoảng trống này móc một mũi dời, lên hai xích,
đâm kim vào chân cuối cùng của cái họa tiết tay này, móc một mũi dời, kéo dài mũi móc và cắt len. Dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó, kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phía sau ha, thì mình sẽ hoàn tất được phần đầu của hươu nè. Các bạn sẽ dùng cho mình keo nến hoặc là kim khâu khâu phần đầu này nghiêng về một bên so với phần cổ. Tiếp tục móc phần đuôi ha. Từ phần chân các bạn đếm ngược lên cho mình tầm khoảng 6 cho đến 7 hàng móc. Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân này, đưa sợi len ra phía sau, kéo len qua chân móc, móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái xích đầu tiên ở phần thân là 10 mũi xích ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp tục móc lên một xích và lần lượt đâm kim vào 10 chân xích này, mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời. Hoàn tất đến chân cuối cùng rồi thì đâm kim vào chân mà mình móc mũi dời bắt đầu luôn, móc vào đó một mũi dời, sau đó kéo dài mũi móc và cắt len. Các bạn cũng dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc mà mình móc mũi dời đó, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Tiếp tục giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc ha, thì mình sẽ hoàn tất được phần đuôi. Sau đó để tạo râu của phần đuôi, các bạn sẽ sử dụng cho mình một màu len khác. Ở đây mình sẽ sử dụng màu nâu để tạo cái phần đuôi râu nè. Đưa cho mình sợi len này ra phía sau đuôi và đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái phần đuôi. Đâm kim vào đây ha, sau đó kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân mình vừa móc đó, kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua 2 chân trên kim. Làm lần thứ hai ha, lấy len và đâm kim vào cùng một chân móc, kéo len và kéo qua 2 chân trên kim. Sau đó kéo len cho mình qua hết 3 chân trên kim. Từ đây tiếp tục lên 2 mũi xích và đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó. Móc tiếp cho mình một mũi dời, kéo dài mũi móc và cắt len. Cũng dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc mà mình kết thúc, kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó giấu các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một cái đuôi râu như thế này. Và đối với phần đầu của hươu á, ở hai cái đầu sừng thì các bạn cũng tạo cho mình cái họa tiết đuôi tương tự giống như cái phần đuôi ha. Mình sẽ có được hai cái chấm nâu như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần lưng của hươu nè. Đưa cho mình sợi len thừa, tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ đâm kim vào chân mà mình móc mũi dời bắt đầu của cái phần đuôi, kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một xích, đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn. Từ đây móc lên 2 mũi xích, bỏ qua 2 chân phía dưới và móc vào chân thứ 3 một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 2 xích, bỏ qua 2 chân kế bên móc vào chân thứ 3 một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến gần hết cái phần cổ này ha. Các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi xích, bỏ qua 2 chân móc vào chân thứ 3 một mũi móc đơn và làm tương tự. Khi đã hoàn tất được cái phần lưng của hươu rồi nè, thì các bạn tiến hành cắt len. Sau đó mình sẽ đưa cái phần đầu vào và khâu hoặc là dán vào ha. Và mình sẽ dán lệch qua một bên nè.
tức là cái phần đầu của mình nó sẽ nghiêng qua một bên, và cái phần tai nó sẽ chạm vào cái mũi cuối cùng mà mình móc cái phần lưng ha. Ở đây mình móc luôn các cái vòng tròn để tạo đốm cho hươu. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật với 5 hoặc là 6 mũi đơn vào vòng tròn đó. Sau đó mình sẽ cắt và giấu sợi len. Và cũng dùng kim khâu hoặc là keo nến để dán cho mình cố định cái họa tiết này vào trên của thân hươu ha. Sau đó sử dụng cho mình màu len nâu này và các bạn cũng tạo cho mình hai mắt của hươu. Khi các bạn đã khâu cho mình cố định cái họa tiết đầu lên trên thân của hươu rồi thì mình sẽ sử dụng keo nến hoặc là kim khâu, mình khâu cố định họa tiết hươu này lên trên thân áo. Và phần đuôi các bạn có thể khâu cho mình cái phần đuôi vĩnh lên trên cho cái phần đuôi của mình nó được đẹp hơn ha. Ngoài cái họa tiết trang trí hươu này, các bạn có thể trang trí nhiều họa tiết khác lên trên thân áo cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn và có thể tăng giảm size để phù hợp với size mà các bạn mong muốn. Chúc các bạn thành công!